7 người rất hay đến từ thủ môn bên phía của đội bóng bên trong. Đánh đầu từ trong pha bóng vừa rồi thì bóng đã nằm gọn trong tay của Tô Thành Đạt. Dứt điểm ngay. Nào mà vào được. Rất hay. Tốc độ vẫn còn. Quá hay. Một pha tắc bóng của thủ môn bên phía thằng Tom Van Em. Phản công. Sút. Không vào. Rất tiếc, rất đáng tiếc. Chè bóng đã đi sượt cung đàn. Chỉ cần một chút nữa thôi là trận đấu sẽ chấm dứt. Phản công. Chuyển xuống đáy. Không vào. Sút. Không vào. Như vậy là không. Em cần cố gắng hơn. Chỉ còn một phút bù gió nữa thôi. Phản công. Rất hay. Không vào. Quá đáng tiếc. Như vậy là không có một pha phạt góc. Phát bóng lên dần cho. Thả đáy. Trả ngược ra không. Sút. Không vào. Lên trời. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Tỷ số ghép lại với chiến thắng FC Lăng.